Mr. Teen Vlog nghịch cảnh đam mê làm YouTube, dòng đời đưa đẩy đi bán xe. Ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Teen. Dẫn câu đó ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn đã có Mr. Teen, Mr. Teen đồng hành cùng bạn trên chọn đường lên. Ok, lâu lắm rồi mới gặp lại anh em ha. Thì hôm nay là một clip ha, nói về bây giờ là tháng 12 tây nè, bây giờ cho tới Tết mình thì Honda có những chương trình khuyến mãi nào. Thì hôm nay tôi làm clip là nói về tất cả các chương trình khuyến mãi của Honda Việt Nam nha, hiện tại bây giờ. Và có một cái chương trình riêng của công ty Tin Head Honda Đông Phương dành cho các bạn, có hai nội dung chính ha. Thì trước khi đi vào hai nội dung chính thì hôm rồi Tin có đi học một cái lớp ở trên Sài Gòn về đội ngũ kế thừa của Head, có nghĩa là những Head ở nước Việt Nam mình nè. Thì ngày xưa từ những người tiền bối người ta sáng lập lên Head đó, cái người ta bắt đầu giờ lớn tuổi rồi, bắt đầu bàn giao cho con cái. Ok ha. Thì có một cái lớp của Honda tổ chức cái lớp đó, thì rất là cảm ơn Honda đã tổ chức cái lớp đó. Thì từ cái lớp đó thì anh đã gặp được rất là nhiều bạn ở nhiều Head khác nhau. Ở đây có một cái hay lắm ha. Nếu các bạn nào mà ở Sóc Trăng nè, Bạc Liêu nè, Đồng Tháp nè, Hồ Chí Minh nè, Nha Trang nè, Huế nè, Đà Nẵng nè, Tây Ninh ha. Thì nếu các bạn nào mà ở những vị trí đó mà muốn tìm một cái Head nào tin tưởng, an tâm giống như chỗ Honda Đông Phương này nè, thì cứ nhắn tin cho Tin, Tin sẽ giới thiệu cho những cái Head mà các bạn có thể tin tưởng được. Tại vì Tin đã từng làm việc với những chủ Head đó và Tin biết những người đó có cái tâm trong nghề, nên họ đảm bảo cho các bạn và đem lại cho các bạn những dịch vụ tốt nhất nha. Cảm ơn tất cả các anh em Head đợt vừa rồi học rất là vui nha. Ok, rồi thì hôm nay nói về chủ đề chính nha, chương trình khuyến mãi. Thì từ giờ cho tới mà hiện tại bây giờ ha, cho tới Tết mình, thì có thứ nhất chương trình khuyến mãi dành cho xe Winner X. Ok ha, xe Winner X, nếu các bạn từ ngày 1 tháng 12, bữa nay là 4 tháng 12 rồi ha, 1 tháng 12 cho đến 31 tháng 12, là trong tháng 12 này, nếu các bạn mua xe Winner X ha, bất kỳ Head Honda nào ha, tốt nhất là Head Honda Đông Phương, ok ha, thì các bạn sẽ được giảm 5 triệu đồng tiền mặt. Nhớ giùm tiền nha, 5 triệu đồng. Đợt này chương trình nó còn mạnh hơn đợt trước. Đợt trước giảm có 4 triệu à, đợt này thì 5 triệu. Honda đợt này là chơi lúc cán luôn, chơi cho sập thị trường luôn á ha. Ok nha. Thì cái này là chương trình khuyến mãi của Honda. Còn riêng chương trình khuyến mãi ở chỗ Head Honda Đông Phương thì ngoài giảm 5 triệu đó, các bạn còn được tặng quà ha, tặng quà, rồi được góp lại sức ưu đãi, rồi được ưu nhiều thứ lắm tại Honda Đông Phương, đặc biệt là chất lượng dịch vụ và chất lượng xe. Chất lượng xe thì mình nói chung chỗ nào cũng vậy thôi, nhưng mà chất lượng phục vụ và dịch vụ tại Honda Đông Phương tin rất là đảm bảo các bạn, rất là tốt. Mua xe về, mua xe Winner X về ha, nếu hư chỗ nào bảo hành chỗ đó cho các bạn ha, nếu bị lỗi chỗ nào bảo hành chỗ đó cho các bạn ha, nếu mà hư cái gì đền nguyên chiếc xe, nếu trường hợp mà nó nặng quá hay là gì đó là đền nguyên chiếc xe, nên các bạn cứ tin tưởng vào chất lượng hậu mãi của Honda Đông Phương. Còn Winner X thì ở đâu cũng vậy thôi, cũng là chiếc Winner X, ok ha, và quan trọng mình tìm được một cái nơi á mà đem lại cho mình cái dịch vụ hậu mãi tốt nhất, ok nha. Đó là chương trình Winner X. Còn giá Winner X thì các bạn muốn thì các bạn điện thoại số điện thoại này thì sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn về giá nha. Ok, thủ tục thì các bạn chỉ cần cầm cái chứng minh nhân dân thôi, dù các bạn ở đâu đi chăng nữa ha, đến Honda Đông Phương mua xe thì cần cầm chứng minh nhân dân là mua được chiếc xe và được hưởng lãi suất ưu đãi nhất nha. Ok, đặc biệt các bạn nào trong tỉnh Long An mà mua Winner X á, còn có nhiều quà, nhiều giảm giá hấp dẫn hơn 5 triệu này nhiều, thì đảm bảo rồi đó nha. Rồi tiếp theo đó là chương trình trả góp nha. Nếu các bạn mua xe Venfa nè, xe AB, A Black á, xe Vision, xe SH lớn, xe SH More, xe Winner X, thì các bạn sẽ được hưởng lãi suất cực kỳ thấp, áp dụng từ ngày 1 tháng 12 cho tới ngày 10 tháng 2 năm 2021 ha. Thì lãi suất như thế nào? Thì lãi suất từ 0,79 cho tới 0,99. 0,79 cho tới 0,99 nha, tùy loại xe và tùy khả năng các bạn trả trước bao nhiêu. Thì các bạn muốn được tư vấn chi tiết hơn á, các bạn điện thoại số điện thoại này thì Phong nó sẽ tư vấn cho các bạn chi tiết hơn nhiều.
Ok ha. Ở đây vừa có số điện thoại di động của Phong, vừa có số điện thoại bàn của công ty. Nếu điện cho Phong không được thì điện cho công ty số điện thoại gì bàn ha. Ok nha. Thì tin lặp lại ha, xe Way Alpha, xe AB, xe Vision, xe SH lớn, xe SH More, xe Winner thì được mua xe với lãi suất cực thấp. Ok nha. Và đặc biệt hơn nữa là chỉ cần chứng minh nhân dân hộ khẩu và chứng minh nhân dân bằng lái là có thể các bạn có thể mua xe được rồi nha. Nếu các bạn á nói à thời điểm này đang đợt dịch nè, đợt dịch đúng không ạ, thì rất là ngại ra hết hoặc rất là ngại đi mua sắm, nó dịch bệnh mà nên là mình rất là ngại ra đường. Ok nha, thì các bạn điện số điện thoại này sẽ có nhân viên tiên tư vấn các bạn qua điện thoại. Các bạn hình dung ý thế nào, điện số điện thoại này nhân viên tiên sẽ tư vấn các bạn qua điện thoại, tư vấn từ cái góp luôn, góp tư vấn qua điện thoại luôn, rồi mua tiền mặt cũng tư vấn luôn, tất cả tập đều tư vấn qua điện thoại hết, để các bạn hình dung được cái xe nó như thế đó đấy, giá cả như vậy chốt bill. Ok ha. Còn nếu mà trường hợp các bạn nói sao ta, các bạn ngại đợi là thí dụ như chốt xong mà đợi cho tới hết dịch hoặc là rảnh nó mới ra, thì các bạn có thể làm một trường hợp vậy, các bạn điện vô số điện thoại này, thấy tư vấn ok, giá cả hợp lý này nọ kia, mẫu xe có sẵn hoặc như thế nào, các bạn có thể chuyển khoản qua bên tiên trước, chuyển 80-90% giá trị xe thì bên tiên sẽ giữ xe lại cho các bạn, chừng nào các bạn rảnh thì các bạn ra lấy xe, nhớ dùm tiên ha. Có nghĩa là mình có thể chốt kèo, ok mình điện vô mình thấy xe thì có tiên ok đẹp, giá cả hợp lý, chất lượng bảo hành bảo dưỡng tốt, trả góp lãi suất hợp lý, chốt cao, chuyển trước thí dụ chiếc xe 10 triệu thì chuyển trước 8-9 triệu vô tài khoản bên công ty tiên, rồi bên công ty tiên sau khi nhận sẽ giữ xe lại ha và giữ giá lại cho các bạn. Khi nào các bạn rảnh thì các bạn hết dịch hoặc các bạn nào rảnh á chạy ra lấy xe sau vẫn được. Ok ha, ở nhà mình chuyển khoản vẫn được, mình khỏi ra ngoài đường, đó là biện pháp tránh dịch tốt nhất. Ok ha. Rồi tiếp theo đó là hai chương trình lớn của Honda ha, và chương trình thứ ba là chương trình dành riêng cho anh em ở Long An. Anh em nào ở Long An đến Honda Đông Phương từ ngày 1 tháng 12 cho đến ngày 31 tháng 12 nha, ở Long An, hộ khẩu ở Long An, tỉnh Long An ha, hộ khẩu ở tỉnh Long An, bất kỳ huyện nào cũng được, đến Honda Đông Phương mua xe thì đặc biệt là dòng xe AB thì các bạn sẽ được giảm giá rất là sâu. Giá giảm bao nhiêu thì tiên không nói, tại vì có nhiều bạn comment tại sao anh nó không chịu nói là giá giảm bao nhiêu, tại vì giá giảm bao nhiêu nói ra thì nó đâu còn thú vị nữa. Tiên đảm bảo cho các bạn giá sẽ giảm thấp hơn so với người tỉnh khác đến đây mua, thấp hơn nhiều luôn. Ai đã từng mua xe đợt tháng 11 vừa rồi tiên cũng làm chương trình này à, ai đã từng mua xe thì hiểu là giảm bao nhiêu, rất là thấp, quà tặng rất là nhiều. Điện ngay số điện thoại này cho nhân viên tiên tư vấn nha. Ok nha. Rồi tiếp theo đó là bên Honda Đông Phương, hệ thống Honda Đông Phương tiếp tục làm một cái chương trình hỗ trợ các bạn để các bạn có xe mới đi Tết. Có nghĩa là sao, hiện tại anh em giờ đang đi xe cũ, chẳng hạn anh em đi Winner V1, V2 đời cũ á, hoặc anh em đang đi Vario á ha, Vario mà anh em thấy cái xe mình nó bị hư hoặc là bị như thế nào rồi nó không vui nữa, không thích nữa, hoặc anh em đi xe AB ha, AB mà đời cũ ha, hoặc anh em đi Vision hoặc đi xe gì đó mà cũ rồi ha, muốn đổi xe mới mà hiện tại bây giờ không có tiền, thì tiên làm một cái chương trình mua xe cũ đổi xe mới. Nghĩa là sao, các bạn đặc biệt anh em ở trong tỉnh Long An ha và các tỉnh lân cận, nếu mà đang đi xe cũ muốn đổi xe mới trong dịp Tết mà thời điểm này nó dịch bệnh quá trời dày thì biết có thưởng Tết hay không, không nói thật, mình có việc làm mà mình giữ được cái việc làm là mình mừng rồi, đừng nói chi là có thưởng Tết hay không, nên là làm sao mà có xe mới để đi được. Ok ha, thì anh em có thể chạy chiếc xe đó đến hết Honda Đông Phương chỗ tên ha, hoặc điện thoại, số điện thoại này Phong đã tư vấn cho anh em. Đến đây thì bên tên có liên kết với lại một đối tác nữa để thu xe anh em lại, thu xe cũ của anh em lại và bắt đầu đổi cho anh em chiếc xe mới tại cửa hàng, chẳng hạn là Winner X nè, AB nè, Vision SH gì đó. Ok ha, thì thí dụ đi chiếc xe của anh em là đi chiếc Vario, trị giá của thị trường là thí dụ tiên cho là còn 20 triệu, mà anh em muốn đổi thành chiếc xe AB 2020 phiên bản đặc biệt thì nó thí dụ là 45 triệu đi, thì anh em được thu lại 20 triệu ha, rồi anh em lấy 20 triệu đó anh em có thể mua trả góp. Ok ha, lấy lãi suất cực kỳ khá thấp luôn, hiện tại lãi suất rất là thấp nha, dưới 1 chấm rất là thấp nha, thì anh em đâu cần bỏ ra đồng tiền nào đâu, anh em mua xe cũ đem đến đây, lấy xe cũ của mình đem đến đây
bán là 20 triệu cho coi cửa hàng. Rồi anh em chỉ cần đem góp 25 triệu nữa là đủ 45 triệu lấy xe về. Rốt của anh em không bỏ một đồng nào cả mà được góp với lãi suất cực kỳ thấp. Người ta gọi là mua xe không cần phải trả tiền trước là lý do vậy đó. Ok ha. Đó là chương trình đặc biệt của Hết Honda Đông Phương dành cho anh em trong cái dịp Tết này ha, có nhu cầu đổi xe. Ok nha. Tết cái gì cũng mới, năm nay gặp khó khăn thì không thể nào cái gì cũng mới được. Tuy nhiên Honda Đông Phương là chỗ tên để hỗ trợ cho anh em hết sức có thể luôn ha, vừa lãi suất thấp vừa đổi xe cho anh em để anh em có xe mới. Để thứ nhất, anh em nào chưa có người yêu thì có xe mới đi sẽ có người yêu, anh em nào đã có người yêu rồi thì đi xe mới đến nhà bạn gái, ra mắt nhà bạn gái cho nó hoành tráng. Còn anh em nào có gia đình ha, làm dành dụm rất là lâu mà vẫn chưa có đủ điều kiện để mua một cái xe tốt ha, chẳng hạn như ngày xưa mình mới ra đời mình đi xe quen pha cho tàn, đến thời điểm này mình sắp có điều kiện đổi xe mới rồi, mình nghe dịch bệnh tới này nọ kia, thành ra đâu có tiền, tại vì đâu có thưởng, đâu có gì đâu mà đổi xe mới được. Nên là giờ nhân cái dịp mà team làm chương trình này đem chiếc xe quen pha cũ đó tới đây ha, bán được nhiêu chẳng hạn 50 triệu gì đó, lấy cái đó góp mua chiếc xe AB đời mới ha, để chở gia đình đi chơi, chở gia đình về quê cho nó hoành tráng. Ok ha. Rồi thì cái đó là một số cái tư vấn. Nếu anh em thấy kênh của team hay, thích kênh của team, nhớ đăng ký ủng hộ nha. Và một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đại gia đình Mr. Team đã ủng hộ team, đặc biệt là rất vui quen tất cả các bạn trên cả nước Việt Nam mà chủ Hết Honda đời kế thừa vừa rồi, rất là vui khi quen các bạn ha. Rồi ok, vẫn còn nói ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn đã có Mr. Team, Mr. Team đồng hành cùng bạn trao chọn niềm tin. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip tiếp theo nha.